thế nào bảo người mật mã thế nào? Đó là mật mã đầu tư vào bản thân. Bạn đã đầu tư vào bốn cái mật mã kia ngoài bản thân. Còn bây giờ bạn muốn làm lãnh đạo cấp độ 4, các bạn bây giờ là khâu cuối cùng, đầu tư vào bản thân một cách liên tục. Thôi chưa? Mới học được có mấy bài xong chỉ Dương nói em nghĩ là em hiểu hết rồi, ai ngờ đến đây học hôm nay vẫn có cái mới. Có láo gì bố mày ngày nào cũng là mới con ạ. Và đây là một trong những điểm cực mạnh của tôi, còn những cái khác tôi bình thường tôi không nhấn, cho nên tôi dùng trực giác kinh lắm và hầu như không sai. Nhưng trước khi dùng trực giác phải rất quyết đoán, và nó chứng minh tất cả những kẻ giàu nhất trái đất này quyết định có đều từ trực giác mà ra, còn lại logic mà ra thì nó đảm bảo cho họ sự an toàn. Nhưng logic không đảm bảo cho họ giàu, chỉ có trực giác nó mới tạo ra cái độ rất nhanh và rất mạnh các bạn ạ. Và bằng trực giác tôi nghĩ con này không dùng được, chả có căn cứ nào, lập tức tôi không dùng chắc chắn và xác suất gần như tôi không sai. Thì đấy người ta gọi là luyện cho đến khi thành tinh. Thành tinh tức là mọi chuyện giải thích được, nhưng có những cái không giải thích được, nó lồng trong quyết định của mình. Trực giác đấy là phát triển bản thân nhé, đầu tư vào bản thân nhé. Ý số 2, đầu tư bản thân tiếp theo, luyện tiếp nhé. Tức là người ta không bao giờ người ta thở cái chữ khổ quá. Có những thằng chết thì con vợ nó hành hạ như chỗ là xiết, không dám bỏ vợ, vì bỏ vợ là công việc khó khăn vô cùng, không ngại quất lên đau một phát thôi nhưng mà hạnh phúc muôn đời. Tôi không nói anh Trung nữa nha, nói chung quất lên chứ phải luyện theo cái hướng đó. Tiếp theo, bài học tiếp theo, luyện bằng được cái thói quen này thì luôn tự tin, và chúng ta sẽ có bài tự tin vào ngày mai. Tự tin là tài sản lớn nhất của con người chứ không phải trang tỷ. Thì đấy là luyện cái gì ạ? Luyện tiếp, bài học tiếp theo đó là luyện bằng được khả năng chịu áp lực. Thấy chưa? Trong đó áp lực lớn nhất với mỗi người, đặc biệt với thằng lãnh đạo, thấy chưa? Áp lực lớn nhất với mỗi người là nỗi sợ hãi thất bại. Ngồi đi mà khuyên đi. Cái thằng nó sợ đái ra quần thì nó khuyên thầy đừng chửi, ta không sợ. Tôi không lỗ mãng, tôi không vô tri thức đâu các bạn. Cho nên nó nhát như thổ đế các bạn ạ. Cứ hai thằng cãi nhau trong lớp, rồi lớp còn nguyên, xem hai thằng cãi lộn vắng mỗi thằng trăm lần như một. Ông ấy sợ đến mức cứ cãi nhau là thu về nhà đái nhúc nhúc rồi kìa. Ba lần tôi phát hiện rồi, nó không chịu được cái áp lực cãi nhau các bạn ạ. Ông hốt hoảng không chui. Cái nỗi áp lực lớn nhất là cái gì ạ? Là sợ hãi thất bại. Các bạn muốn chỉ trong các bạn cứ nói to lên, mày muốn đấy cũng sợ thất bại mày ra không, em có nói gì đâu. Nó ngồi nó hành tráng với em quất nó câu đi, em sẽ thấy tôi nói rất là đúng. Nó không vượt qua được cái áp lực nhỏ nhất. Người thì béo tròn, gái thì thích. Tôi không tưởng tượng tôi là bố của vợ nó, tôi suốt con gái thế nào chứ. Nhưng tôi lại tự hào cái con gái tôi chọn được cái thằng rất dễ dàng, nhưng cậu không chịu được áp lực sợ hãi các bạn ạ. Đúng không? Thế mà còn hông ngang thì sống của con này mà có sợ không? Mà có sợ thất bại không? Trường hợp này thì mới đúng. Tiếp theo, hãy tập. Bạn không phát triển bản thân, tôi chỉ cho cách phát triển để con không làm thế thôi. Tập đó là quan tâm chăm sóc bản thân.
toàn bộ cái bí quyết năm là các bạn thấy cái cuối cùng là các bạn phải giữ được cái thể chất của mình, chăm sóc bản thân. Hai chấm, chăm sóc bản thân là chăm sóc thế này này, vật chất. Các bạn ạ, nhiều lúc tôi ăn mà ăn như uống thuốc tôi cũng phải ăn, vì tôi hiểu cái mục lắm, tôi mà đuối là tôi thua. Chấm phải. Chăm sóc thứ hai là luôn giao lưu xã hội. Tôi đi giao lưu xã hội là tôi đang chăm sóc bản thân. Tí nữa dạng sống nhậu, điêu rồi, chăm sóc bản thân. Có đời nào tôi nói tôi nhậu, vợ thấy dịu dàng lắm. Chấm phải. Thế nhà, chăm sóc bản thân là nuôi, nuôi năng lượng và đam mê liên tục. Bạn mất cái đó là bản thân bạn trở thành cái thứ rẻ đấy. Tôi 8-6-3, tôi 8-3 tôi sẽ đứng lớp cho các bạn không? Không, không, không liên quan đến tiền bạc, không liên quan đến tham lam, vì tôi muốn chăm sóc bản thân. Chăm sóc bản thân cũng có nghĩa là béo như thằng lương của bạn. Không hiểu cái gì cứ nói, mày thấy hay không? Tận tình chưa? Tận cùng của vấn đề chưa? Đó. Vậy thì xứng đáng được gọi là mật mã tài lãnh đạo, đúng không? Hay nói khác đi, đó chính là nó là bí quyết để thằng này hạ thằng kia. Và sau khi bạn nắm, bạn sẽ thấy mấy thằng lãnh đạo nước ngoài không đáng là cái gì cả. Vì cái bọn Apple, bọn Samsung nó làm được. Các bạn ạ, cho nên chỉ có vài thằng nó nổi lên được đúng năm cái này thôi. Còn lại tất cả lúc đó chỉ được cái dáng bên ngoài thôi. Tôi không là thằng nào. Khi tôi tự tin thì tôi có sức mạnh. Vì vì tôi hiểu rất rõ để làm năm cái này phải người rất là xuất sắc và rất là bỏ công. Còn ta sang nó tạo dáng cũng nhìn mấy tay đáy các quân. Vì các bạn hèn chứ không đó rồi. Các bạn ạ, tự tin lên. Đấy. Thế thì trong một ngày gói nó lại, quanh liên tục, thì các bạn đã thấy năm mật mã các bạn sẽ giết chết kẻ khác. Ít nhất là cá nhân bạn. Thứ nhì là gia đình bạn. Và thứ ba, một doanh nghiệp nhỏ xinh xinh của bạn. Bạn sẽ chiến thắng. Các bạn hãy tin tôi. Vấn đề còn lại là bạn bỏ sức và điều chỉnh hành vi của mình. Nó không tốn sức đâu. Hãy thông minh lên. Chăm chỉ chỉ đủ ăn thôi. Chăm chỉ, thông minh thì mới làm giàu được. Được chưa? Và hẹn gặp lại ngày mai. Okay. Trường Doanh Nhân PR.